Rất cảm ơn khán thính giả đến với chương trình bình luận thời sự của WeCall TV. Hôm nay là chương trình ngày thứ 6, 2 tháng 8, 2019. Hân Quang, kính chào nhà báo Vy. Vâng, kính chào tá ngộ cùng quý khán giả đài truyền hình WeCall. Kính chào giáo sư Trần Minh Chi. Vâng, thưa anh, chúng ta mở đầu cái bình luận hôm nay, mình nói về cái dòng đàm phán vừa qua của Mỹ và Trung Quốc ở tại Thượng Hải. Thì đàm phán này chúng ta thấy hình như nó mang cái tính chất biểu tượng hơn là muốn đạt được một cái thỏa thuận gì đó. Bởi vì chúng ta thấy là sau thời gian ngưng trệ thì là Trung Quốc đề nghị họp ở Thượng Hải. Và tại Thượng Hải thì thông tấn xã của Trung Quốc nói rằng là phái đoàn Mỹ nên nhìn ông học tập cái gương của ông Tổng thống Nixon khi đến Thượng Hải ký một cái thông cáo chung để mà xây dựng cái hợp tác bình thường với Trung Quốc. Nói như thế nghĩa là dạy cho phái đoàn Mỹ là nên học như vậy. Hồi đó giờ là phái đoàn Mỹ không học những cái bài học đó. Thì trở lại một cái thỏa thuận này, hai bên ngồi lại 2 ngày, nhưng mà thật sự đứng dậy đi nó sớm hơn cái dự liệu, và xách gói đi không có một cái thông cáo chung nào cả, chỉ nói một cách mơ hồ rằng là sẽ họp nữa vào tháng 9 ở tại Washington DC. Mình không biết đầu tháng 9 hay cuối tháng 9 hay là cái nội dung nó là cái gì. Cái thông cáo của phái đoàn Trung Quốc thì họ nói rằng là họp, cái phiên họp vừa qua rất là thẳng thắn, nghiêm túc, bàn nhiều cái vấn đề. Nhưng mà nói như thế thì nó cũng vừa vốn không ai biết làm cái gì. Nhưng mà phải nói rằng là trong phiên họp đó là hai bên không có một cái thông cáo để người ta biết là cái anh họp nói về cái gì và kết quả ra thế nào. Trung Quốc thì phái đoàn của Trung Quốc thì luôn luôn đã tìm cách là nói với Mỹ là phải dỡ bỏ những cái thuế quan 25%. Thì cái điều đó nói lại nếu lại nhiều lần giống như một cái cách mà đặt cái điều kiện tiên quyết đối với Mỹ. Cái điều đó ông Donald Trump và Mỹ hai bên đã nhìn thấy nhau hơn, và sau cái vòng đàm phán này và sau khi thời gian mà bế tắc trong những cái đàm phán 11 lần thì có lẽ hai bên hiểu nhau một cách sâu sắc hơn. Chứ trước đây thì người ta có thể hiểu một cách rất là đơn giản. Ông Donald Trump có thể hiểu ông Tập Cận Bình là một người bạn tốt của chúng tôi, hay là ông Tập Cận Bình hiểu ông Trump là một cái người hay nói dung dích chứ không có cái gì mà quan trọng. Và hai bên đã không hiểu nhau, và bây giờ này tới cái lúc hiểu sâu sắc nhau hơn, ngồi lại tính toán với nhau hơn. Hiện giờ người ta không biết là trong cái đầu của Trung Quốc họ muốn cái gì trong cái đợt đàm phán thứ hai kể từ cái Thượng Hải. Nhưng mà đối với Mỹ thì chắc chắn là mọi người đều biết là ông Trump đạt cái mục tiêu nào. Ông Trump đang bị một cái tâm lý là 2020, và cái tâm lý đó dầu ông có muốn hay không muốn nó cũng dồn tới để cho ông, và ông phải bắt đầu làm cái gì đó. Nhưng mà ông Trump thì cứ nói rằng là chúng tôi không bị cái tâm lý đó. New York Times thì nó cứ nói là ông Trump bị cái tâm lý đó, do đó phải có một cái gì để làm quà cho cái bầu cử. Do đó chúng ta thấy là sau khi họp 2 ngày kết thúc sớm thì hình như là hai bên không thấy có cái gì mới và cũng tìm hiểu với nhau hơn. Bởi vì sau một cái thời gian ngắn, hai bên bắt đầu đổi cái cách, đổi người, đổi nơi họp và đổi luôn cả cái cách. Do đó phải tìm hiểu với nhau một thời gian rất lâu. Và cái tìm hiểu đó phải nói rằng là cho ông Trump nóng lòng. Do đó chúng ta thấy cái hội nghị vừa qua ở cái đàm phán vừa qua ở Thượng Hải nó mang cái tách biểu tượng ngồi xuống nhiều hơn và làm một số việc gì đó. Mà ngồi xuống là ông Trump vừa ý rồi. Mặc dù là trước đó ông Trump lên tiếng nói rất nặng nề, nhưng mà khi ngồi xuống rồi thì không thấy ông Trump nói những cái điều như trước đó nữa. Thưa anh Quy Quy. Dạ. Thì một nhân vật mới trong phái đoàn của Trung Quốc á, là theo sát với lại ông Phó Thủ tướng Lưu Hạc đó, thì là một cái người được mô tả là thuộc loại diều hâu của Trung Quốc. Và trong cái cuộc họp này thì cũng chưa thấy lên tiếng gì cả.
Và tất cả nó là một cái sự lặng lẽ, và người ta cũng biết rằng là đối với lại Trung Quốc hiện tại bây giờ, cái thời gian mà kéo dài ra bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Thì đó là một cái lập trường chung, không phải là Trung Quốc giấu giếm gì cả. Ông Tập Cận Bình không hề giấu giếm, ông nói rằng là cái chương trình của chúng tôi là một chương trình mà chiến đấu dài hạn, một cuộc chiến tranh trường chinh giống như là của Chủ tịch Mao Trạch Đông của ông trước đây. Thì thưa quý khán giả, tức là ông nắm vững cái vấn đề đó. Thì hiện tại bây giờ tất cả cái chuyện đó là một cái chuyện mà ông Tập Cận Bình đang khai thác tối đa. Và ai cũng biết rằng là sở dĩ có một cái chương trình đó và kéo dài như vậy ấy, là chính ông Tập Cận Bình mong muốn rằng là chờ đến cái cuộc bầu cử 2020 tới đây thì Tổng thống Donald Trump có thể không còn giữ ngồi ở cái chức vụ đó nữa và có thể một Tổng thống mới thay. Thì dù gì đi chăng nữa, người mới cũng sẽ có những cái câu chuyện mới và những cái ý kiến mới, những đề nghị mới, chứ không còn phải đối như là ông Donald Trump hiện tại bây giờ. Và vì thế cho nên cái thời gian đối với Trung Quốc, dù sao đi chăng nữa, thì hiện tại cái chuyện mà bị áp thuế như vậy và làm cho nền kinh tế của Trung Quốc phải tiến chậm lại, không phát triển được nữa, thì đó cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ có mà bàn thảo được gì đi chăng nữa, có lập lại thì cũng không thể lập lại được một cái tiến trình phát triển kinh tế như trước đây nữa. Và vì thế ông Tập Cận Bình đã chấp nhận một cái chuyện mà một cái thực tế gọi là thực tế thương đau đó rồi, đúng không phải không? Còn đối với lại Tổng thống Donald Trump thì bây giờ ông có nóng ruột đến mấy và ông có nhượng bước đến mấy thì trước một cái lập luận vững chắc của Hoa Kỳ như của Trung Quốc như vậy thì chắc chắn là cũng không có ảnh hưởng nó bao nhiêu, trừ phi ông gỡ bỏ tất cả các loại thuế đối với hàng Trung Quốc sẽ trở lại như là trước khi mà cuộc chiến xảy ra. Thì thưa quý khán giả, điều này chắc không bao giờ xảy ra đối với Tổng thống Donald Trump, bởi vì đấy là một cái đòn hữu hiệu của ông mà. Vâng, và bây giờ qua sang đến một cái tin khác là đối với nước Nga thì Tổng thống Donald Trump vừa rồi lại thể hiện một cái tính tình, một cái sự việc mà thể hiện một cái lòng có vẻ như là tính tình hơn cả cái mức ngoại giao nữa chứ không phải không. Tức là bây giờ bên nước Nga đang bị cháy rừng, một cái cuộc cháy rừng rất lớn ở về phía đông Siberia. Thì thưa quý khán thính giả, tất cả những cái nỗ lực của chính phủ Nga hiện tại bây giờ đang dồn vào để mà có thể mà dập tắt, và cái tiến trình đó, cái sự phát triển của những cái ngọn lửa tại cái khu đông Siberia đó thì vẫn hoành hành dữ dội. Và vì thế cho nên Tổng thống Donald Trump đã nhấc điện thoại nói chuyện cùng với lại Tổng thống Putin. Và trong cái cuộc nói chuyện này có nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà cái việc đầu tiên là Tổng thống Donald Trump đã đề nghị với Tổng thống Putin là chúng tôi mong muốn được giúp đỡ cùng với quý khán giả trong cái việc chữa cháy và chặn đứng ngọn lửa cháy rừng ở Siberia. Nhưng mà ngay lập tức thì Tổng thống Putin và hiện tại bây giờ chúng tôi cũng đã đang đủ lực lượng và chúng tôi đang ngăn chặn được rồi. Xin cảm ơn cái lời đề nghị của Tổng thống. Và sau đó thì các cơ quan truyền thông của tòa điện Kremlin thì có lên tiếng nói rằng là dù Tổng thống Putin có không nhận cái sự giúp đỡ của Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ, nhưng mà đây cũng chứng tỏ rằng là một cái diễn tiến rất đẹp trước mà hai vị tổng thống Nga và Mỹ, mà tại vì bây giờ trong cái bối cảnh hiện tại bây giờ Nga và Mỹ đang có nhiều những cái vấn đề đối đầu với nhau mà chưa giải quyết được, và vì thế cho nên đây là một cái hành vi mà Điện Kremlin đã coi như là một cái thái độ hết sức là chân tình của Tổng thống Donald Trump. Thì ở đây chúng ta không biết là thật sự Tổng thống Donald Trump có muốn giúp đỡ thật hay không, hay là chỉ đây ông chỉ lấy cái cớ để mà ông liên kết lại với ông Putin mà thôi. Và vì thế chúng ta thấy rằng là tất cả những cái cuộc điện đàm của hai nhà lãnh đạo này đó thì có nhiều vấn đề lắm, và trong đó có cả cái vấn đề thương mại giữa Nga và Mỹ với nhau. Và lại đặt cái vấn đề này, vấn đề thương mại, thì Tổng thống Donald Trump đã đặt vấn đề thương mại với Trung Quốc, rồi đặt vấn đề thương mại với lại các nước đồng minh của mình ở Âu Châu, và bây giờ lại đặt vấn đề thương mại nữa. Thì trong cái vấn đề này thì cũng vẫn còn có những cái việc mà nước Mỹ đã áp lệnh những cái lệnh trừng phạt đối với Nga khi mà Nga có những cái chương trình nguyên tử dân sự
đối với Iran, thưa giáo sư? Chúng ta thấy là càng tới lúc bầu cử thì là ông Trump có vẻ là muốn gần gũi hơn, tạo cái quan hệ tốt đối với nước Nga. Bởi vì hiện giờ những cái nước khác mà ông Trump muốn quan hệ tốt thì không thấy có cái gì kết quả, giống như bây giờ chúng ta thấy EU tới Iran rồi tới tất cả những cái nước trong B5+1 cũng không đồng ý với ông Donald Trump, rồi nước Trung Quốc cũng vậy. Do đó chúng ta thấy là sau khi ông đã dẹp xong cái vụ ông Robert Mueller ở trong nước điều tra về phái đoàn, cái ủy ban điều tra đặc biệt của ông Robert Mueller về cái vấn đề nước Nga, về cái vấn đề tổng thống có can dự vào, có cản trở bầu cử hay không, trở công lý hay không, tất cả cái chuyện đó bây giờ nó chìm xuống rồi, thì ông Trump bắt đầu đi gần tới ông Putin hơn. Và cái thái độ đó rõ ràng là ông Donald Trump muốn tìm một cái người gần gũi để nó cân bằng với những cái hiện giờ trong nước, dù dập ông Tập Cận Bình cũng làm khó ông về chiến tranh thương mại. Do đó chúng ta thấy ông làm một tìm một cái lối đi, và tìm một cái lối đi đó ông không ngại để ông gọi trước. Như vậy thì rõ ràng là ông đã xuống nước rất là nói theo nghĩa đó là rất là bẻ mặt đối với ông Putin, mà ông Putin lại là không nhận, thì cái điều đó rất là có vẻ là cũng là một cái điều ông thấy là mất điểm chứ không phải được điểm. Đối với dư luận ở Mỹ thấy cái điều đó thì là mất điểm. Đảng Dân Chủ thì đương nhiên người ta khai thác cái đó tiêu cực về phía ông. Những cái người tin ông trước đây trong cái đảng Cộng Hòa thì có một số người họ cho rằng ông Trump làm như vậy là mất mặt cái nước Mỹ quá. Do đó chúng ta thấy ông Trump không ngại những cái chuyện đó, chứng tỏ rằng là ông hết đường đi rồi. Ông tìm mọi cách để ông tạo ra cái uy thế cho ông trong cái cách điện thoại nói chuyện với ông Putin về cái vấn đề là cứu hỏa. Trong khi đó ở California, những cái nơi mà thù nghịch ông là cháy rừng, ông không hề tới, ông còn không muốn ban bố cái tình trạng khẩn trương để cái vùng đó được hưởng cái trợ cấp nữa. Thành ra chúng ta thấy hai cái thái độ đó làm cho người ta nhìn ông Trump có vẻ hơi nhỏ nhặt đối với trong nước, và có lẽ là hơi khúm núm đối với cái người mà thế giới người ta cho là không có thiện cảm, đó là ông Putin. Thưa anh Viu Huy, cảm ơn các khán giả, chúng tôi trở lại sau phần quảng cáo.